VIP, dẫn đầu xu thế thẻ. Aloha, hola, annyeonghaseyo, konnichiwa, sawadeekrap. Aloha, hello, xin chào. Nếu bông tay trước mắt cô đơn muộn phiền vây kín đường, lỡ rớt chút nước mắt không sao, bởi vì ai cũng đáng thương mà. Gỡ hết những nút thắt cho ta thật tự tin xuống đường. Bước qua nào, mở mắt ra tìm mình trong gương. Từ phía xa một đoá hoa làm trái tim như tan rã. Để phía sau là nỗi đau tựa như một giấc mộng dài. Làm cách nào để xác minh vị trí ta trong tim người? Vì trái tim đã biết yêu lần đầu em trao nụ cười. You had me at hello. Từ khi và lấy nhau, it was love at first sight. Chỉ yêu em chứ ai. You had me at hello. Từ khi và lấy nhau, it was love at first sight. Mình bên nhau ngày dài. Mấy chàng trai đang keep waiting your enemy, baby. Chấp hết vì under energy, yeah. Miu miu, thấy là yêu xa xỉ, yeah. Your smile như giật một cơn suy, yeah. Backup plan trong đầu em hôm nay, nếu như được con này ngừng suy. Hãy xác định ngay bên trong lòng em thương ai, nếu như chỉ còn một ngày mai, yeah. Trong tình yêu anh không phải chuyên gia, vì thường diễn biến sẽ không giống mình biên ra. Vô định lấy lên một tia lửa với một ai mà chưa biết năng là người hay thằng tiền tạo ấy. Thì mà phải cho anh tình đi mà hết như đang trên mây. Vì em đây, oh my girl. Mong thời gian chậm đi chỉ muốn được cảm nhận em cả đêm nay. Từ phía xa một đoá hoa làm trái tim như tan rã. Đợi phía sau ngàn nỗi đau tựa như một giấc mộng dài. Làm cách nào để xác minh vị trí ta trong tim người? Vì trái tim đã biết yêu lần đầu em trao nụ cười. You had me at hello. Từ khi và lấy nhau, it was love at first sight. Chỉ yêu em chứ ai. You had me at hello. Từ khi và lấy nhau, it was love at first sight. Mình bên nhau ngày dài. Tình cờ ta va vào nhau, khi ta va vào nhau. Sao không thấy đâu. Hello, em có ổn không? Hãy nói cho anh nghe. Tình cờ ta va vào nhau, mà sao tim nhớ nhau. Oh my god. Một tràng pháo tay nữa cho Phạm Đình Thái Ngân, Lưu Hoàng, Duyên Tuấn Kiệt và Hải Đăng Trường. Đáng yêu mà còn nhiều trò nữa nha. Nào là mèo, nào là phi hành gia, nào bắn súng hơi. Cho mình hỏi là tất cả những cái phần dàn dựng có đóng góp của đội trưởng gì không mà, hay là các anh em phải tự bào chế với nhau ạ? Thực ra thì những cái idea của bài mình là
anh Isaac cũng có đóng góp. Nói chung là em thấy là tất cả các thành viên trong nhóm đều tự mình góp những cái ý kiến riêng của mình để xây dựng thành một cái bài tổng thể. Ok. Yeah. Riêng cái bài này là mình thấy là nó có một cái gì đó gọi là cute đáng yêu đó. Thì anh trai Lưu Hoàng có gặp khó khăn gì trong cái phần biểu cảm đáng yêu không ạ? Dạ, em nghĩ là cái phần động tác hình thể đáng yêu thì em có lẽ không tốt bằng Thúy Ngân. Nhưng mà thực sự thì khi mà đến với chương trình thì tất cả anh trai đã giúp cho em kích hoạt thêm những thuộc tính mới. Đó là những cái biểu cảm mới và sự cute cho âm nhạc rất nhiều. Cảm ơn mọi người. Nhưng mà hồi nãy rất là ấn tượng với cái mà em nói là mình nói hello bằng 8 thứ tiếng đấy. Mình mở đầu bằng cái đó rất là thông minh. Và cái kết của 8 thứ tiếng đó là câu xin chào. Hải Đăng Đu, hôm nay em hài lòng với những gì mình đang biểu diễn không? Mặc dù anh thấy là em cũng hơi khó khăn với cái tay này nhưng mà anh thấy là em cực kỳ máu lửa nha. Hiện tại thì sau khi mà em xem hiệu ứng của khán giả sau khi xem trình diễn thì em cảm thấy hài lòng ạ. Đã. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và chính là bởi vì là khán giả đã hét quá to cho nên là em đã dùng chiếc tay phải của em để em nhảy ạ. Thì mà phải cho anh tình đi mà hết như đang trên mây vì em đây. Mong thời gian chậm đi chỉ muốn được cảm nhận em cả đêm nay. Wow. Dài quá. Bác sĩ có bảo với em là cái tay này em phải để một tháng thì em mới được hoạt động lại. Nhưng mà em bảo bác sĩ là để cho em phá cơ trước đi, để ngày hôm nay em được cháy cùng tất cả các anh của em ạ. Bởi vì live show đầu tiên bài hút em đã bỏ lỡ rất là nhiều. Em không muốn bài hát này em bỏ lỡ thêm bất cứ điều gì nữa. Nhường quá. Rất là cố gắng và rất là đáng yêu luôn. Đúng không? Đẹp trai có gì sai. Đó, đẹp trai chỉ bị gãy tay thôi. Nhưng mà đang hồi phục dần rồi và cực kỳ cố gắng đúng không ạ? Hợp lý. Ngân. Dạ. Hôm nay em thấy em tự hào về bản thân mình không? Dạ, không có riêng em nữa mà là cả team Hit Drama và cả tụi em Lupacidu rất là tự hào về ngày hôm nay đã đứng đây. Và thực sự là cảm xúc của em bây giờ là nó muốn diễn thêm. Nó đã quá, tụi em vẫn cảm thấy ánh mắt của mọi người kiểu là cái anh ơi diễn thêm đi. Dạ đúng rồi. Và Lưu Hoàng là chắc cũng cùng mọi người produce cái bài này nhiều đúng không? Dạ, em có sửa lại một chút lyrics gọi là vơ và em có viết thêm một cái bridge để cho cái tiết mục cái hello nó thêm. Như các bạn đã biết là Lưu Hoàng không những chỉ hát hay mà còn viết nhạc rất là giỏi nữa nha. Ok. Yeah. Và bây giờ thời gian bình chọn đến rồi, giơ máy lên nào. Yeah. Lưu Hoàng 01, Phạm Đình Thái Ngân 02, Kim Tuấn Kiệt 03, Hải Đăng Đu 04. Lupacidu, Lupacidu. Lupacidu, Lupacidu. Mọi người ơi, bây giờ xin thảy nhá, chụp nhá. 2, 3. Bình chọn cho hello nha cả nhà ơi. Đây, 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 đây. Còn nữa ạ, đây ạ. Đây. Và thời gian đã hết. Cảm ơn các anh trai. Cảm ơn các bạn đã bình chọn cho 4 chàng trai Hải Đăng Đu, Kim Tuấn Kiệt, Phạm Đình Thái Ngân và Lưu Hoàng. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau vài phút giây lao. Quý vị đừng chuyển kênh nha. VIP dẫn đầu xu thế thẻ. Bon cha vi ô long đào mới, ngon đào mộng.